Tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh của Ô tô Đức Thiện. Đứng cạnh em đây, nếu như quý vị nào hay xem những bộ phim của Mỹ thì rất quen thuộc, nó có thể nhận ra chiếc xe này. Một chiếc xe mà được cảnh sát bên Mỹ rất ưa chuộng sử dụng. Vâng, đó là chiếc Ford Explorer, một chiếc SUV có thiết kế cực kỳ khỏe khoắn. Một chiếc SUV rất là to, khỏe, rộng rãi. Đó, một chiếc xe đa dụng có thể phục vụ quý vị có thể vừa đi gia đình và vừa đi địa hình được, rất là ok. Sau đây thì em xin mời quý vị cùng đi về tổng thể nó có thích chiếc xe nhé. Explorer. Chiếc này bên em là đời 2016. Thì xe được phân phối tại thị trường Việt Nam một phiên bản duy nhất, đó là bản 2.3 EcoBoost dẫn động 2 cầu. Đấy, mời quý vị cùng đi về phần về tổng thể chiếc xe. Xe cực kỳ nhiều công nghệ luôn, rất tiện nghi. Ở đây chúng ta thấy có cảm biến phía trước, rất là an toàn. Đấy, như quý vị thấy, phong dáng xe nhá, cực kỳ to khỏe, hầm hố. Chúng ta có thể sử dụng rất là nhiều mục đích như đi gia đình hoặc đi địa hình. Đó, chiếc xe đều có thể phục vụ được hết. Đó, rất rộng rãi. Và cực kỳ nhiều công nghệ tiện nghi bên trong. Xe sử dụng động cơ 2.3 EcoBoost. Chạy rất là bốc nhưng cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu. Dẫn động 2 cầu toàn thời gian. Về chất lượng xe nhá, thì bên anh cam kết luôn là xe không ngập nước, không tai nạn, máy móc zin. Đó, sơn rất đều xe, rất đẹp. Đấy, bản Limited. Đây, phần cốp xe của mình nhá. Xe rất nhiều option, cốp đóng mở điện một chạm, cực nhạy luôn. Đấy, cốp rất là rộng. Đấy, một mặt phẳng cực kỳ rộng luôn. Đến hàng ghế thứ ba cũng là đóng mở điện luôn nhá. Đó, rất tiện đấy ạ. Khi gập lại nó sẽ tạo thành một mặt phẳng cực rộng. Đấy, về keo chỉ ốc capo đây, ốc cốp sau đây. Nguyên zin luôn quý vị nhá. Không một vết xước hay là vết đã bị tháo ra. Xe thì cam kết chất lượng, test hãng thoải mái, nên quý vị mua bán yên tâm. Chiếc này bên em hỗ trợ trả góp lên đến 70% giá trị xe. Công nghệ cực kỳ nhiều. Mâm này là mâm đã độ lên quý vị nhá. Độ quả mâm phay này, rất nhiều chấu luôn, rất là khỏe. Nói chung chiếc xe này thì các bạn thanh niên nhìn mê ngay. Hoặc chúng ta đi gia đình, đi địa hình vì nó rất là rộng và công nghệ rất nhiều. Và một cái rất hay trên chiếc xe này là đóng mở và đóng cửa bằng mã đây. Rất an toàn. Mời quý vị cùng vào bên trong khoang nội thất. Về phần ghế này, quý vị nhìn ghế nhá. Ghế sau cực kỳ mới luôn này. Vẫn còn rất là căng. Quá mới luôn. Đây, hệ thống giải trí chúng ta có hai màn hình gối đầu. Điều hòa riêng một vùng phía sau. Cổng sạc pin này. Cổng sạc điện 230V, chúng ta có thể cắm sạc hay các thiết bị điện thoải mái luôn, như điện trong nhà. Đấy, hai cửa sổ trời. Dàn kính chống nóng, trải sàn đầy đủ. Và mời quý vị cùng vào bên trong khoang lái của xe. Là một chiếc xe SUV đa dụng, nên là khoang nội thất cực kỳ rộng rãi luôn. Đấy, công nghệ ngập tràn, rất là an toàn. Đây, rất nhiều nút bấm này, ở đây chúng ta có sửa ghế và làm mát ghế luôn. Đấy, có một cái rất hay ở trên chiếc xe này, đó là chế độ massage ghế. Đấy, massage ghế đây cũng nhá, rất hay luôn. Đi đường dài thì chúng ta mỏi thì có thể sử dụng chế độ massage này. Ở đây chúng ta có cảnh báo lệch làn này. Đấy, cảnh báo lệch làn ở sau đây nhá. Đấy, cảnh báo lệch làn, ga tự động, ra lệnh giọng nói. Cửa thì có 3 vị trí nhờ ghế đây. Chất liệu da ở cánh cửa này vẫn còn rất là sáng, rất mới luôn. Dòng xe cực kỳ nhiều công nghệ. Đây, xe đa dụng, chúng ta có 4 chế độ lái khác nhau. Xe sử dụng động cơ 2.3 EcoBoost có turbo của quý nhá, chạy cực kỳ bốc nhưng cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu. Máy thì bên em đã dọn dẹp sạch sẽ để quý vị quan sát dễ hơn. Máy móc bên em cam kết luôn là máy móc zin, xe không ngập nước, không tai nạn. Đấy, từ những keo chỉ ốc capo nhá, nguyên zin hết luôn. Máy rất sáng, rất đẹp. Tổng thể chiếc Ford Explorer 2016 bản Limited. Nếu như quý vị nào muốn quan tâm chi tiết hơn, đặc biệt là về phần giá, thì hãy liên hệ đến số hotline em để trên màn hình hoặc qua trực tiếp cửa hàng là ô tô Đức Thiện, số 10 Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội. Nếu quý vị thích, hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ ô tô Đức Thiện ạ.
Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video lần sau. We'll be right back.